Dừng chôm chôm nè mọi người, đây là cây chôm chôm quá trời trái luôn. Cái bông này nó rất là thơm, cái bông lan này nó. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Miley Vlog. Mọi người ơi, sau một thời gian bận rộn và ổn định công việc tại Phú Quốc thì hôm nay mình sẽ bắt đầu làm video mới. Cả nhà đừng quên xem và ủng hộ đăng ký giúp mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà khu vườn toàn màu xanh của ông bà ngoại mình. Cả nhà cùng đi tham quan với mình nha. Đây là cây vú sữa, cũng chắc cũng lâu rồi đó. Cả nhà có thấy ba cái vườn lan xa xa đó, đó là anh cháu của bà ngoại mình mới trồng nha. Đó, cả nhà thấy không? Một thời gian sau này nó sẽ ra hoa một lượt rất là đẹp. Cái này nó mới chỉ ra lá thôi, có khoảng chừng 1-2 cây là nó ra hoa nhưng mà ra ít lắm cả nhà. Cả nhà nhìn này chắc biết cây gì rồi ha. Mình rất là thích mà kiểu như ghép mấy cây lan vô cái thân gỗ như vậy nè, nhìn rất là thẩm mỹ luôn, rất là đẹp. Cả nhà thấy Đây hôm nay nè cái mọi da người. mặt của mình nó trắng ra, tại vì mình rất là thích hợp với khí hậu của Phú Quốc. Cứ mỗi lần mình về nhà là mình đen thui à, nhưng mà ra ngược lại Phú Quốc thì lại trắng. Có cái này nó mới nở ra nè mọi người, có cái này nó mới ra bông. Này cái này nữa đây, cái này mới ra bông. Dạ. Lan nó gọi là lan gì á? Diễm. Diễm hả? Có nhiều tên gọi lắm mà. Em thấy nhiều loại lan quá trời nhưng mà không biết tên quá. Cái đó là tổ tổ rồng đó. Cái này hả? Tổ rồng. Cái này cái lan kia kìa. Hai cái này nó có ra ra hoa không? Ra chứ. Chú nha. Đây nè mọi người, cái bông này nó rất là thơm, cái bông lan này nó. Đây. Mùi thơm đặc trưng giống mùi nước hoa vậy cả nhà. Tiếp theo là vườn trái cây nha mọi người. Ui, trái chịu nặng luôn. Trời ơi, quá trời trái luôn. Nhiều người bảo mình tại sao quyết định quay lại Phú Quốc. Thật sự mà nói, khi quyết định quay lại Phú Quốc đó là cả một vấn đề của mình đó mọi người. Nếu như mình không do dự, mình không suy nghĩ thì mình đâu biết được đây là lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Thật sự mình không bao giờ ân hận hay hối tiếc điều gì cả, bởi vì Phú Quốc gắn liền với mình đã 5 năm rồi, mình đã trung thành với nó rất là nhiều. Từ công việc và môi trường. Thật sự mà nói, khi mình quyết định về Phú Quốc đó, thì xung quanh mình nó có rất nhiều drama đó mọi người. Từ gia đình đến ngoài xã hội, nhưng mà mình nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Đây 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 đây. Chú đi đâu vậy? Năm vô tháng 8 tháng 7 là mình ăn sầu riêng đây. Mọi người. Đây trái quá sầu trời riêng luôn. Nhìn thấy nó khác với người ta bán ở ngoài ha. Tiếp theo là vườn tiêu. Vườn tiêu có 102 nha, nó bị héo hết trơn rồi cả nhà. Đợi vô mùa mưa là trái nó xum xuê lá xanh luôn á. Hồi đó đó mình hay lật mấy cái trái tiêu rồi mình ăn là trời ơi nó cay quá trời cay luôn, nó khóc quá trời luôn. Đâu có biết đâu mọi người, tại con nhỏ mà. Đây là cây tắc nhà mình cả nhà. Trái nó ra quá trời. Đi nãy giờ nắng quá trời, bây giờ mình sẽ ngồi ở dưới gốc cây dâu nha mọi người. Cây dâu này là cái trái của nó là trái dâu xanh nữa cả nhà. Đây, trời ơi, nhìn trái thấy thèm luôn. Mà tiếc quá chưa chín cả nhà, nó còn non. Cái này mà để chín chắc tốn muối ớt à.
Đuôi thùng hả? Đuôi phụng. À đuôi phụng. Trời trời trời. Ở trên nó là trái kìa. Đi vòng vòng nãy giờ, bây giờ khát nước, thèm trái cây. Mình sẽ hái những cái trái chôm chôm nó nằm sát dưới đất mà nó chín này cả nhà. Cả nhà nhìn nó màu xanh như vậy nhưng mà bên trong của nó chín nha. Mình đừng để chín quá mình mới ăn, nó sẽ mềm nhũn ra không ngon. Phải công nhận là cái cây chôm chôm này trái nó to thiệt mà mình thấy từng thấy đầu tiên luôn đó cả nhà. Đây có ba trái thôi mà nó nằm ở trong cái lòng bàn tay mình, hết cái lòng bàn tay. Đây là kết quả nha mọi người, kết quả đi ăn trộm. Bị sầu riêng nó cắt. Hồi nãy chụp hình nó đụng vô cái trái sầu riêng nè. Đây, ghê quá, sầu riêng bén quá. Bây giờ mình ăn thử chôm chôm. Nhà chồng hình như nó chưa chín lắm. Chín mà nó chưa chín tới gì ta. Ờ chín rồi, trời ơi nhìn nè. Quá trời luôn mọi người, ngon quá. Mới có chôm chôm chín nè, sầu riêng chưa chín. Mình quay lại video cho nên nó hơi trục trặc xíu cả nhà. Từ lần sau cái đi mình sẽ cố gắng làm video tốt hơn. Bye bye mọi người.